nằm ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển. Vườn quốc gia Bi Đúc, núi Bà, Lâm Đồng là nơi sinh sống của những loài cây hạt trần, chim và động vật lưỡng cư đặc hữu, quý hiếm. Tài nguyên đa dạng sinh học phong phú. Với diện tích hơn 70.000 hecta, đây là một trong 28 vườn quốc gia nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam. Được các nhà khoa học đánh giá là một trong 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới và là một trong 4 trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Trong thời điểm cuối mùa mưa, những cánh rừng Bi Đúc, núi Bà phô diễn vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên hoang dã. Tây Nguyên là tên gọi chung cho một vùng đất cao rộng lớn nằm sau lưng gờ núi cao Nam Trường Sơn, gồm nhiều cao nguyên xếp tầng với những độ cao khác nhau. Cao nguyên Kon Tum Pleiku có độ cao 400 đến 800 mét. Cao nguyên Đắk Lắk cao 400 mét. Cao nguyên Lang Biang cao 1.500 mét. Và cao nguyên Di Linh cao trên 1.000 mét. Xen kẽ là những bình địa và những vùng đất trũng. Nơi đây nằm trọn vẹn trong khí hậu nhiệt đới với hai mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Tuy nhiên, do nằm trên địa hình có nhiều thay đổi, nên thảm thực vật ở đây khá phong phú, phân bố trên nhiều dải thổ nhưỡng và tiểu vùng khí hậu. Địa hình vườn quốc gia Bi Đúc núi Bà nghiêng theo hướng đông bắc tây nam với đỉnh núi Bà và đỉnh Bi Đúc. Đỉnh Bi Đúc cao 2.287 m, trong khi đỉnh núi Bà cao 2.167 m. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao như dãy Bi Đúc chạy theo hướng đông nam, dãy Gia Rích hướng đông bắc hay dãy Hòn Giao theo hướng bắc nam. Điều kiện địa hình này đã tạo ra những đỉnh cao quanh năm có mây mù che phủ và các thung lũng sâu kín, là thượng nguồn của các con sông lớn trong khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Tổng diện tích của vườn quốc gia hiện nay được giao quản lý là 70.038 ha. Thì cái diện tích rừng nó chiếm khoảng 56.000 ha. Trong đó cái diện tích rừng mà quan trọng nhất đó là cái rừng lá rộng thường xanh và cái rừng lá rộng thường xanh hỗn gia với rừng cây lá kim. Một số các hệ sinh thái khác cũng quan trọng, đó là cái rừng thưa cây lá kim, chủ yếu là cái thông ba lá, cái Pinus Gramphi, Pinus Acacia. Một số các kiểu rừng phụ khác, ví dụ rừng rêu trên núi cao, rừng lùn, rồi mà rừng trên nứa, hoặc là trắng cỏ, hoặc là một cái số hệ sinh thái nhỏ khác. Thì cái kiểu rừng quan trọng nhất của cái rừng vườn quốc gia đó là rừng lá rộng thường xanh, và cái rừng lá rộng thường xanh hỗn giao với rừng với cây lá kim, và nó đại diện cho cái hệ sinh thái rừng núi trung bình và Á nhiệt đới, khu vực Á nhiệt đới. Rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của Tây Nguyên phân bố quanh những đỉnh núi cao, độ dốc lớn dọc theo những con suối.
Mùa mưa ở đây bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 18 độ C với lượng mưa trung bình là 1.800mm. Độ ẩm luôn duy trì ở mức trên 80%. Tại các đài có độ cao trên 1.900m như Bi Đúc, Hòn Giao, Gia Rích, Chư Yên Du thì lượng mưa có thể đạt 2.800 đến 3.000mm trên năm và có sương mù bao phủ quanh năm. Sự ẩm ướt trong rừng quốc gia Bi Đúc được thể hiện qua những lớp sương đọng trên những cành lá, những hốc cây hay cả một thảm rêu mọc trên những thân cây bụi, tạo thành một lớp thực vật mềm mại như nhung. Hệ sinh thái rừng mưa Á nhiệt đới của Việt Nam, của vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà thì nó, đặc biệt ở khu vực tại Lâm Đồng ở vườn quốc gia Bi Đúc Núi Bà thì nó có cái chịu ảnh hưởng lớn bởi cái cao độ nhiệt độ không khí và đặc biệt là cái lượng mưa. Đặc trưng của cái hệ sinh thái rừng mưa này thì nó cũng có những cái đặc trưng chung của cái rừng bá rộng thực xanh, cũng có nhiều tầng tán, có nhiều những cái loài cây mà nó chiếm ưu thế, đặc biệt là họ sồi dẻ. Rồi một số các loại cây lắc kim, nếu là rừng hỗn giao với rừng thường xanh thì có cái hệ cây lắc kim cũng rất là đặc trưng, và một số các cái loài thuộc họ Mitace, họ Sim, rồi Ericace, Đỗ Quyên, vân vân, thì đó là những cái nét đặc trưng chung của cái hệ sinh thái rừng mưa Á nhiệt đới này. Bình thường mà mình có ủng thì cũng không cần phải đi qua cầu này. Theo chân hai cán bộ kiểm lâm của trạm Hòn Giao và Giang Ly, chúng tôi đi sâu vào cánh rừng Bi Đúc. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những tán lá còn ẩm ướt sương và hơi nước của mùa mưa. Tầng lá phủ dày, nhưng dưới cái nắng gay gắt, ánh nắng vẫn có thể chiếu xuống những tầng lá thấp và những bộ gốc rễ khỏe khoắn của những cây cổ thụ. Thiên nhiên yên tĩnh gần như tuyệt đối, không có gì ngoài những tiếng chim. Một dòng suối cắt ngang cánh rừng, đồng thời mở ra một vùng rừng hun hút. Dòng nước trong xanh chảy âm thầm trên mặt đá, thỉnh thoảng lại đổ dồn vào một vũng nước, trong đến mức nhìn cả xuống được dưới đáy, toàn những lá cây khô rụng. Rồi tất cả dường như được thu lại dưới những thân cây xấu lớn. Những thân cây xấu to lớn, tới 6 đến 7 người ôm, đã có hàng trăm năm tuổi. Vào mùa xấu, cả cánh rừng lại rộn vang tiếng chim tìm quả chín. Và sau một trận mưa lớn, những quả xấu rơi rụng trên lớp lá và cây bụi trong rừng. Những thân sâu ấy, với đoạn gốc rễ bạnh ra như vây cá khổng lồ trên đất, vững chãi như một vòng tay ôm, đã ngăn nước, chia nhỏ những luồng mưa chảy về từ thượng nguồn sau mỗi trận mưa to. Khu vực này mang những nét đặc trưng của rừng xanh nhiệt đới ẩm nhiều tầng, nhiều loài. Có 5 kiểu rừng chính ở đây, bao gồm kiểu rừng tín thường xanh mưa ẩm Á nhiệt đới, kiểu phụ rừng kín hỗn hợp lá rộng, lá kim Á nhiệt đới, kiểu rừng lùn, rừng rêu, rừng thưa cây lá kim Á nhiệt đới núi thấp, và kiểu rừng tre nứa, rừng hỗn giao tre với cây lá rộng.
Tầng cây chính có thân cây cao, thẳng. Và nhìn thấy nhiều nhất chính là cây bông, cây pơ mu hay những thân sầu lớn. Những loài cây này không chịu được bóng râm và luôn cần có khí hậu mát mẻ, nhiều mưa. Nó mọc trên các loại đất ẩm trong các khu vực miền núi. Dọc những con suối, chúng ta có thể bắt gặp những loài cây ưa độ ẩm hơn như cọ rừng, cau rừng với những tán lá xòe như rẻ quạt, là nơi sinh sống của những loài bò sát và động vật lưỡng cư. Thảm thực vật trong vườn quốc gia Bí Đúc núi Bà còn khá phong phú, với khoảng 1.923 loài thực vật đã được định danh thuộc 161 họ, 673 chi, trong đó có 96 loài đặc hữu, 62 loài quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam. Dưới tán rừng này, chúng ta có thể bắt gặp nhiều loài cây lâu năm như pơ mu, thông gà, sồi, đặc biệt là những loài thông quý hiếm, thông hai lá dẹt hay thông năm lá. Pơ mu là cây thân gỗ lá thường xanh, cây có vỏ màu ánh nâu, xám, dễ bị chóc khi cây còn non. Ở những cây già hơn, trên vỏ có các vết nứt theo chiều dọc, có mùi thơm. Pơ mu là một loại cây gỗ quý, đặc trưng không chỉ của Tây Nguyên mà còn của cả vùng Nam Trường Sơn. Những cây mà nó mọc ở trên giữa này là tổ điểu. Vâng. Nó dớn dòng đấy. Cây sồi Brian, đặt tên theo một ngọn núi cao nhất huyện Di Linh của Lâm Đồng, là một trong số những cây đại thụ trong cánh rừng này. Với chiều cao trên 28 mét, đường kính hơn 2 mét, sồi Brian đứng sừng sững bao trùm một khoảng rừng. Đây cũng chính là một điểm xem chim mà du khách vẫn thường dừng chân. Khu vực rừng nguyên sinh vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn, và đặc biệt là cũng được chú trọng về cái công tác bảo tồn, tuyên truyền và bảo vệ phát triển rừng, nên là cũng có rất nhiều các cái đoàn nghiên cứu đến để nghiên cứu tại vườn quốc gia Bí Đúc núi Bà, như là một số các đoàn của các trường đại học lớn của quốc tế như đại học Wisconsin của Mỹ, đại học khoa học tự nhiên, rất nhiều các cái đoàn. Và đặc biệt nữa là các cái đoàn du lịch, tham quan du lịch, bởi vì ở đây cũng có vườn quốc gia Bí Đúc núi Bà thì cũng có cái trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng. Về cái đa dạng sinh học ở khu vực của trạm thì rất là đa dạng và phong phú, như là đại diện các loài cây hạt trần, như là thông hai lá dẹt, các loài cổ thực vật đã tồn tại rất là lâu đời, và cái loài thông năm lá đặc trưng của Đà Lạt. Đặc biệt nhất trong cánh rừng Bí Đúc chính là sự tồn tại của loài thông hai lá dẹt và thông năm lá. Thông hai lá dẹt với đặc trưng có hai lá dẹt hình lưỡi kiếm. Trên thế giới chỉ có độc nhất ở Việt Nam và có phân bố hẹp ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là loài thông được nhiều nhà thực vật học trên thế giới hết sức quan tâm. Người ta còn gọi loài thông này
với cái tên khác nữa là thông sợ ré. Thông hai lá dẹp thường gặp rải rác, cao trên dưới 30 mét, đường kính có thể đạt 1,5, 1,6 mét, đôi khi lên tới 2 mét. Tán của cây thường khá rộng, dày, sẫm màu và có hình rẻ quạt. Đoạn thân dưới cành lớn, hầu như không có cành nhánh, tròn đều và đâm thẳng vào tán lá. Khi cây ở độ tuổi non, từ 5 đến 20 tuổi, lá dài và rộng bản, dài từ 10 đến 15 cm. Xếp như hai lưỡi kéo ở phần đầu cành. Khi cây trưởng thành, lá nhỏ và ngắn lại, dài từ 4 đến 5 cm, màu sẫm, mọc thành búi dày ở đầu cành, làm cho tán cây thông già trở nên dày và sẫm màu hơn. Thông hai lá dẹt ở Lâm Đồng được ví như sứ giả thời tiền sử, là một thực vật cổ hóa thạch sống hiếm hoi còn sót lại cho đến ngày nay, và được xếp ở loài hiếm, mức độ đe dọa có thể bị tuyệt chủng. Dưới tán những cây thông hai lá dẹt là những cây lá rộng đặc trưng cho rừng Á nhiệt đới ẩm, như các cây thuộc họ xôi rè, họ long não, họ mộc lan. Ngoài ra còn thấy các thực vật chỉ thị cho độ ẩm cao đặc trưng của rừng là đỗ quyên, rêu hay các loài phong lan, sinh trưởng trên những tầng thảm mục xốp màu nâu sẫm dày tới 20 cm. Tĩnh này mình không lộ ấy. Thông năm lá hay còn được gọi là thông Đà Lạt là cây gỗ to có tán hình non thưa, thường xanh, cao đến hơn 30 mét và có đường kính thân từ 0,6 đến 0,8 mét. Ở cây non, vỏ thân nứt dọc, nhưng ở cây già, vỏ bong từng mảng. Các cành ngắn mọc thành cụm trên mỗi đầu cành. Mỗi cành ngắn màng 5 lá ở đỉnh, hình kim. Thông năm lá mọc trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm. Trên núi trung bình có độ cao từ 1.500 đến 2.000 mét. Cùng với một số loài lá kim và lá rộng khác như pơ mu, hoàng đàn giả, trên nền đất vàng alit hay đất xám đen, tần mỏng phong hóa từ đá granite hay đá cát. Những cái loài này trong cái tương lai lâu dài, tự duy trì của loài này, của quần thể này trong lâu dài thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, đặc biệt là cái tình trạng về suy thoái nguồn gen, và cái thứ hai nữa là về cái cấu trúc quần thể thì những cái loài cây, những cái cá thể này tương đối là già cỗi, những cái cá thể mà kế cận thì nó tương đối là hiếm, ít có trong cái quần thể, cho nên là cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm và cần phải có những nghiên cứu tiếp theo để có thể là chúng ta đa dạng hóa về cái di truyền của quần thể, rồi cải tạo quần thể, kết nối những cái hành lang đa dạng sinh học của quần thể, kết nối những cái quần thể nó riêng rẽ với nhau để tạo thành những quần thể có cái tính chất to lớn hơn, để có thể có cái nguồn gen nó đa dạng hơn và duy trì, để khả năng tự duy trì nó trong tương lai.
trâu rừng, hổ, bò tót, bò rừng và những loài bò sát lưỡng cư. Do nạn săn bắn, giờ đây cũng như nhiều cánh rừng khác, thật khó để có thể bắt gặp những loài thú này trong vườn quốc gia Bi Đúc. Rừng đã im lìm, đồng cỏ này còn im lìm hơn. Gần như chỉ có tiếng gió lướt trên những thân lá của loài cỏ dại đang vào mùa ra hoa. Nếu may mắn, ta có thể bắt gặp tiếng của những con chim rồng rộc làm tổ trên những cành cây nằm giữa đồng cỏ. Những chiếc tổ xinh xắn được làm bằng cỏ, chúng tồn tại hết mùa ấp nở, rồi sẽ rơi xuống khi những chú chim non đã ra ràng. Con đường tỉnh lộ nối Lâm Đồng với Khánh Hòa, đi qua vùng lõi của vườn quốc gia Bi Đúc, qua trạm kiểm lâm Giang Ly và Hòn Giao, ít nhiều ảnh hưởng đến thảm rừng nơi đây. Việc bảo tồn sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối diện với nhiều nguy cơ, khi mà những thảm rừng và những sinh vật sống gần với những tác động của con người. Trong cái việc bảo tồn thì rõ ràng cái vấn đề chúng ta cũng không thể tách rời riêng một cái vấn đề bảo tồn với cái việc phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh cũng như của cả nước. Thì cái vấn đề con đường nó đi ngang qua thì tất nhiên về mặt về phát triển về mặt kinh tế thì và đồng thời về mặt tiếp cận nó cũng có những cái thuận lợi cho người dân, rồi cái tiếp cận để nghiên cứu khoa học, các sinh viên tới cũng có những cái tiếp cận, cũng có những cái thuận lợi. Về mặt về cái đa dạng bảo tồn, đa dạng sinh học thì tất nhiên nó cũng sẽ gặp có những cái khó khăn, đó là cái sự tiếp cận của con người nó dễ dàng hơn, rồi nó ảnh hưởng đến thiên nhiên, rồi nó chia cắt sinh cảnh, rồi nó làm mất đi cái có thể là những cái sinh cảnh mà nó cần sự toàn vẹn cho một cái loài nào đó thì nó bị chia cắt đi, thì điều đó thì tất nhiên là có, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng trong cái hiểu biết về mặt đa dạng sinh học, về mặt sinh thái chúng ta cố gắng hạn chế. Nhưng mà về mặt tác động lớn thì chúng tôi cũng cảm thấy là vì con đường đi ngang nó cắt ngang cái vùng lõi quốc gia một đoạn thì nó cũng không phải là lớn, không có gì tác động lớn. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta quản lý những cái tác hại tiếp tục nó sau này do tác động của những cái con người thì nó cần cái sự đầu tư về thời gian, về kinh phí, về tất cả mọi thứ hơn là cái tác động về mặt tự nhiên. Việc phát triển du lịch, khám phá thiên nhiên cũng cần được đẩy mạnh và có kiểm soát để đảm bảo những hoạt động bảo tồn cũng như giới thiệu được sự phong phú của thiên nhiên nơi đây. Giữa một miền cao nguyên đã được biết tới như một miền đất lý tưởng dành cho du lịch và nghỉ dưỡng. Trong cái quá trình phát triển thì Lâm Đồng và đặc biệt là Bi Đúc Bà cũng đã tính đến cái việc phát triển làm sao đó nó hạn chế tối đa cái tác động tiêu cực đến bảo tồn. Ngược trở lại, cái phát triển nó lại tạo cơ hội, tức là tạo ra những cái nguồn kinh phí hoặc là cái nơi lôi kéo các nhà khoa học đến để hỗ trợ cho bảo tồn. Như vậy chúng ta thấy rằng là bảo tồn và phát triển hay là bảo tồn và du lịch ấy, thì nó mặc dù nó là hai chức năng của vườn gia, nhưng mà hai chức năng này nó không tách rời nhau mà nó cái tác động qua lại nhau, nó bổ sung cho nhau. Và chúng tôi cũng đã trong tất cả các chiến lược chúng tôi cũng đã tính đến cái việc mà phát triển ở cái khu vực này, cả cao nguyên Lang Biang, nó phải phù hợp với lại các cái cam kết của Việt Nam với lại quốc tế, đặc biệt là cái du lịch và bảo tồn trong cái công ước đa dạng sinh học của quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Rời khỏi vườn quốc gia Bi Đúc, những đám mây đã kéo về kín chân trời, báo hiệu một cơn mưa sẽ tới.
những cơn mưa gần như cuối cùng của mùa mưa kéo dài. Rừng là một nguồn tài nguyên quý giá, nhưng với những người dân Tây Nguyên, rừng không chỉ là một tài nguyên mà còn là nơi khởi nguồn của những giá trị vật chất và tinh thần, là nơi nuôi dưỡng cả một nền văn hóa.